Xin chào mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm Cholesten. Cholesten bao gồm các thành phần là cao khô lá sen, cao khô thảo quyết minh, cao khô diệt hạ châu, cao khô cam thảo bắc, cao khô cát cánh và cao khô táo mèo. Cholesten có công dụng là hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Đối tượng sử dụng sản phẩm là những người mà bị mỡ máu cao, những người gan nhiễm mỡ, suy giảm chức năng gan. Cách sử dụng thì uống 2 viên một lần, ngày 2 lần sau ăn, dùng liên tục trong vòng 1 tháng. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương.